Vâng, thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 23 phút vào sáng ngày 5 tháng 4 theo giờ Mỹ, tức là cùng ngày theo giờ Việt Nam, thì một trận động đất đã làm rung chuyển khu vực đông dân cư ở thành phố New York của nước Mỹ. Trận động đất này chỉ xảy ra vài ngày sau trận động đất mạnh 7,4 ở Đài Loan, Trung Quốc, thế nên là nó đã gây được một sự chú ý và khiến cho người dân nước Mỹ khá là hoảng hốt, lo lắng. Thông tin cụ thể xin được mời biên tập viên Thụy Vân. Vâng, có một thông tin tích cực, đó là tạm thời theo giới chức của Mỹ thì chưa có thống kê nào về thiệt hại đối với người và tài sản cả. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết là trận động đất có độ lớn ước tính khoảng 4.8 với tâm chấn thuộc bang New Jersey và cách thành phố New York 64 km về phía Tây. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở trung tâm quận Manhattan, Tổng Giám đốc Janti Soripto của tổ chức Save the Children đột ngột ngừng phát biểu trước Hội đồng Bảo an về tình hình giải Gaza khi các máy quay bắt đầu rung lắc. Theo những người dân sống tại Brooklyn, họ đang nghe thấy tiếng nổ lớn và cảm nhận được tòa nhà rung lắc. Trong khi đó, người dân ở Baltimore, Philadelphia và các khu vực lân cận cũng cho biết họ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Giới chức New Jersey cho biết tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi sẽ thu thập các báo cáo thiệt hại tài sản từ người dân thông qua trang web công của chính quyền địa phương. Tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước đây vì tôi lớn lên ở New York và nơi này không mấy khi có động đất. Tôi nghĩ là một chuyến tàu chạy qua, nhưng nó kéo dài hơn bình thường. Tôi cảm thấy thật sự kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận động đất ở đây. Tôi liền chạy ra khỏi văn phòng. Tôi thực sự sợ hãi và đó là lý do tại sao tôi phải về nhà bây giờ. Chỉ mong mọi người được an toàn. Khoảng 10 giờ 30, toàn bộ tòa nhà rung chuyển theo đúng nghĩa đen. Lúc chúng tôi ra khỏi nhà, một chiếc xe đầu kéo đã suýt tông vào bên hông nhà của tôi. Tôi ở New Jersey từ năm 1964 và chưa bao giờ chứng kiến trận động đất nào cả. Không có gì bị hư hại, chỉ có điện thoại đổ chuông liên tục khi mọi người gọi để xem chúng tôi có ổn không. Chúng tôi đang ở nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng nứt như thể ngôi nhà bị nứt làm đôi hay gì đó vậy. Và tôi chạy ra ngoài nhanh đến mức không cảm thấy gì khác ngoài việc nghe thấy tiếng bùm và tiếng đồ rơi. Khi tôi ra đến sân trước, hàng xóm của tôi đã ra ngoài. Có đứa nhỏ giật mình quá còn ngã cầu thang. Nhưng sau đó thì chỉ có vậy thôi. Chúng tôi ở bên ngoài một lúc rồi lại vào nhà. Chính quyền các bang New York và New Jersey cho biết họ đang gia tăng khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp và sẽ theo dõi sát tình hình vì có khả năng xảy ra các dư chấn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã được báo cáo về vụ việc. Vâng, dư chấn động đất vẫn là nỗi lo của người dân Mỹ, còn tại các quốc gia khác thì mưa gió ngập lụt cũng là vấn đề mà nhiều người dân bị ảnh hưởng. Hàng nghìn hộ gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt sau khi đê chắn sông Ura đã bị vỡ ở thành phố Ost thuộc vùng Orenburg của Nga. Và tính đến ngày thứ 6 thì hàng nghìn ngôi nhà tại thành phố đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ và hơn 1.600 người đã phải đi sơ tán. Hơn 100 con đường và 47 cây cầu đã bị đóng cửa do nước dâng cao. Trước đó, hai điểm vỡ đã được phát hiện trên con đê tại khu vực phía đông thành phố. Khu vực này đã trải qua mưa lớn và lũ lụt trong những ngày gần đây, khiến cho mực nước sông cao hơn bình thường gần 1 mét, vượt quá khả năng điều tiết của hồ chứa. Hiện đội bảo trì đã được triển khai để sửa chữa các điểm vỡ đê, trong khi Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cũng đã điều động 2 máy bay với thiết bị đặc biệt và hơn 100 nhân viên tới Ost để có thể tham gia giảm thiểu mối đe dọa. Giới chức của Pháp cũng đã vừa phải cho di chuyển và che chắn chiếc đồng hồ đếm ngược dành cho Thế vận hội Olympic Paris 2024 khi mà nước sông Seine dâng cao đe dọa làm ngập khu vực đặt đồng hồ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mực nước sông đã dâng lên 3,87 mét sau nhiều ngày mưa lớn tại Paris. Và theo giới chức Pháp thì mực nước sông Seine dự kiến sẽ đạt mức đỉnh là 4,3 mét trong ngày hôm nay khi rủi ro lũ lụt gia tăng. Chiếc đồng hồ đếm ngược đến Olympic được đặt trên sông Seine từ mùa hè năm 2023 để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và đã trở thành một điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Vâng, tôi đang nghĩ lại cái thời điểm mà đặt chiếc đồng hồ đếm ngược này mùa hè năm ngoái tại Pháp thì có lẽ thời điểm đó thì người dân nước Pháp cũng như là những nhà chuyên gia chuyên môn đặt chiếc đồng hồ đó ở đó thì họ cũng chắc là cũng chưa hình dung ra cái thời điểm mà phải di chuyển chiếc đồng hồ đó vì ngập lụt. Những cái tính toán của con người chúng ta đều ít nhiều sẽ có những sai lệch do sự thất thường của thời tiết.